Tập 2. Hôm nay chuẩn bị cho chị 6 món trộn, 10 món nóng. Dạ lên món chưa? Bưng món trộn lên trước, chúng tôi vẫn chưa đủ người, chút nữa bưng lên sau. Dạ được. Bao Tuyết là diễn viên kịch nói chúng tôi đầu tư lần trước, tính cách rất là tốt. Dạ chào anh, chào anh. Tiểu Tuyết, hôm nay là bữa cơm xã giao cho đối tác của tôi và sếp Sài, thu xếp đó. Đúng lúc cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, cô tới tụ tập luôn đi. Có cô ấy cực kỳ náo nhiệt luôn đó. Vào đây đi. Tôi giới thiệu với mọi người nha, đây là chị của tôi, Đới Tiểu Dũng. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi cho nên dẫn chị ấy đi ăn chung luôn. Còn đây chính là sếp Cát. Kịch nói lần trước của em là do anh ấy đầu tư đó. Dạ chào anh. Vì này là Sài, là lão Sài. Dạ chào sếp Sài. Chào cô, chào cô. Sao tôi chưa từng nghe cô nói là cô có người chị? Chị của tôi vừa từ nước ngoài về đó. Nói trước cho anh biết cũng không gặp được, có đúng không? Hai người là chị em ruột sao? Bố của chị ấy là cậu của tôi. Tôi và chị ấy rất giống nhau phải không? Hai chị em này đúng là tuyệt đại song kiều. Song kiều thì chúng tôi nhận, còn tuyệt đại thì đừng. Tôi và chị tôi, hai chúng tôi còn chưa lấy chồng đâu. Phải đó, mắc cười ghê đó. Sang Sang nói công ty có việc cho nên tới trễ, kêu chúng ta ăn trước đi. Vậy sao được chứ, phải đợi. Vậy đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Anh sắp xếp. Cái chủ sĩ này dừng lại cho sếp Vương. Lão Sài, hai chúng ta ngồi bên sếp Vương đi. Được, nè Tiểu Tuyết, ngồi đi ngồi đi. Nè Tiểu Vũ, cô ngồi đây đi. Được, chào chị. Chào, Phùng Hy. Bảo Tuyết, hồi nãy nói cô ở nước ngoài về là cô ở đâu vậy? Na Uy. Vậy cô làm gì ở bên đó? Tôi học đại học và nghiên cứu sinh. Giờ thì sao? Vừa về thôi, chưa nghĩ xong. Không vội. Có ngại kết bạn WeChat hay không? Kết đi. Được, đây tôi quét cô. Đây. Đừng như vậy chứ lão Sài. Người nói nhất định phải đợi là anh. Nói không đợi cũng là anh phải không? Là Vua Sang Sang đó. Không phải đã đợi lâu vậy rồi sao? Thêm một chút cũng có gì. Sếp Cát. Sếp Đỗ. Đi ngang qua cửa đã nghe thấy giọng của anh rồi. Đang đi đâu đó? Tôi nói tôi qua đây hỏi thăm một tiếng. Anh và Thiên Lý Nhãn cộng thêm Thuận Phong Nhĩ sao? Phải đó. Đây là Đỗ Thế Quân, sếp Đỗ của văn phòng kế toán Sĩ Thành, là người luôn hợp tác với tôi. Dạ chào anh, chào anh. Rất vui khi được làm quen mọi người. Sếp Vương, tôi dặn dò cô, ngoài trừ tôi ra không ai được thanh toán hết. Xin lỗi nha. Hôm nay công ty có chuyện cho nên trễ giờ. Xin lỗi, xin lỗi. Đây mới là chủ sĩ của bữa cơm hôm nay. Vương Sang Sang, sếp Vương. Sếp Vương, đây là bạn lâu năm của tôi, Đỗ Thế Quân. Sếp Đỗ, sếp Vương hân hạnh. Sếp Đỗ chờ một chút, tôi tới trễ tôi chịu phạt trước. Mọi người gọi cái này là gì? Cái này là sách bình xông lên, chuẩn không cần chỉnh. Lần đầu gặp em gái này đó. Dạ chào chị, chào cô. Đại mỹ nhân. Không có, không có. Chị dâu à? Gì chứ, hôm nay gặp lần đầu. Chị ấy là chị của tôi. Xin lỗi nha. Nhưng tôi chắc chắn đoán không sai. Anh ấy đã kết bạn quy chát với cô rồi. Không sai chứ, không sai, không sai. Nào nào nào, cùng ly đi. Đã kết bạn quy chát rồi còn không cụng ly sao? Đây đây, hân hạnh hân hạnh. Chào mừng chị Sang tới. Sang Sang của chúng ta rất giỏi phải không? Giỏi lắm. Vậy mọi người tôi xin phép. Mọi người chơi vui nha. Vậy đi. Tạm biệt nha. Hẹn gặp lại. Được rồi, gặp sau, gặp sau. Tạm biệt sếp Đỗ. Nè phục vụ, cho món nóng lên đi. Dạ. Hai em gái đây là... Lúc cô chưa tới tôi giới thiệu xong rồi. Đây là cô em gái của tôi, Bảo Tuyết, là diễn viên. Còn đây là chị của cô ấy, Tiểu Dũng. Chị Sang. Hai chị em cộng lại là mưa thêm tuyết. Nghe đã thấy đủ lạnh rồi đó. Giờ chúng ta cùng cạn thêm một ly cho ấm. Ấm. Nè Sang Sang, tôi nói cô nghe, trước khi cô tới chúng tôi đều lĩnh giáo Tiểu Vũ rồi. Từ lúc vào cho tới bây giờ uống không thiếu ly nào hết. Xem đi, tới bây giờ đó, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Đừng vậy mà sếp Sài, tim vẫn còn đập đi nè. Vẫn còn đập thình thịch đi nè. Chứ không lẽ chúng ta ngồi đây uống rượu chung với xác chết sao? Cũng đúng, lợi hại vậy sao? Đây, vậy tôi mời chị Sang, sếp Sài và sếp Cát thêm một ly nữa nha. Nè nè, ngồi đi. Cô không thể cậy mình xinh đẹp mà một ly mời ba người được. Xách bình xông lên. Được.
Nhìn thấy chưa, lợi hại. Được phải không? Được thiệt đó nha. Cô như vậy là tài năng trời phú, hay là sau này cần cô khổ luyện gì? Chắc là gia đình di truyền đó. Lúc ông của tôi vẫn còn sống đã uống thuốc giỏi, uống rượu cả đời, gan không chút vấn đề gì. Có lẽ là do bài tiết dehydrogenase còn khỏe hơn người khác. Có phải là lúc cô phẫu thuật phải tiêm thuốc mê nhiều hơn người khác không? Đâu chỉ tiêm nhiều hơn đâu, tôi nhổ răng còn phải gây mê toàn thân nước gì. Anh coi đi, cả một nhóm thanh niên trẻ tuổi, vừa có lý tưởng vừa có mưu cầu ở đây. Cô coi nhà thờ này đẹp không? Phải không? Giống như người làm ăn vậy đó, tố chất đều cực kỳ thấp. Nhưng mà tôi nói cô nghe, hễ mà đào được vàng thì không thể nào là người ngốc được. Có bài hát gì vậy? Không ai có thể thành công một cách dễ dàng hết. Cô bắt buộc phải nhận thức được tầm quan trọng của tiền thì cô mới có thể giữ được tiền, hiểu không? Hiểu thì có ích gì chứ? Tôi chẳng có tiền mà giữ, không có tiền thì đi kiếm. Kiếm kiểu gì đây? Bây giờ trước mắt cô có cơ hội rồi đó. Anh nói nghe thử đi. Ăn cơm với tôi. Không không không, cô hiểu lầm rồi. Phần nghiệp vụ quan trọng trong công ty chúng tôi là quan hệ công chúng. Rất nhiều hợp đồng của tôi đều ký trên bàn nhậu đó. Cô coi cô đi Tiểu Vũ, xinh đẹp như vậy, khí chất lại tốt, từng học nhiều như vậy nữa. Đây là ưu thế của cô phải lợi dụng nó, đừng để nó bị mai một. Tôi cũng không thạo nghiệp vụ công ty các anh, không thạo thì học. Biết được một chút là có thể bắt đầu rồi. Được, để tôi cân nhắc kỹ xem sao. Được không đó, nghĩ kỹ đi nha, tuyệt đối đừng có miễn cưỡng. Dạ được. Nãy nghe chị Sang nói hai người là đồng hương. Chị ngửa đâu? Kinh Châu, Hồ Bắc. Chính là Kinh Châu mà Lưu Bị thất thủ, có đúng hay không? Phải đó. Chị tới Bắc Kinh bao lâu rồi? Bạn trai của tôi tới Bắc Kinh học tiến sĩ, tôi theo nấy tới đây. Chắc cũng được 3 năm rồi đó. 3 năm? Vậy giờ chắc anh ấy đã tốt nghiệp rồi phải không? Bây giờ sao tiến sĩ rồi? Không phải chứ, thánh học siêu cấp luôn đó. Hai người quen nhau sao vậy? Hai chúng tôi là bạn học cấp 2. Từ nhỏ nấy đã học rất giỏi, thi đại học học cử nhân trên tỉnh. Tôi học cao đẳng xong thì bắt đầu tìm công việc. Anh ấy học cử nhân xong lại lên nghiên cứu sinh. Mỗi tháng tôi chỉ đành ngồi xe đường dài để đi thăm anh ấy. Sau đó anh ấy lại thi lên tiến sĩ rồi tới Bắc Kinh. Tôi liền nghĩ, hơn 2.000 cây số, tôi dứt khoát xin nghỉ việc cùng anh ấy tới đây. Đúng lúc tôi có một người họ hàng ra nước ngoài, tôi coi chừng nhà giùm cho họ, gần ngay trường học của họ. Vậy bây giờ hai người sống chung sao? Không. Một chị em từng trải nói với tôi, không được tùy tiện sống chung. Cho nên anh ấy ở trong ký túc xá của đơn vị đó, mỗi cuối tuần mang quần áo dơ về cho tôi, rồi tôi nấu vài món ngon cho anh ấy, cho đỡ thèm thôi. Dù gì thì trong một thành phố, đôi bên cũng nên nhìn thấy nhau. Anh ấy an tâm, tôi cũng an tâm. Hai người không định cưới sao? Định cưới chứ. Giờ anh ấy tốt nghiệp xong thì cưới. Vậy còn cô? Cô có bạn trai không? Tôi sao? Tôi tất nhiên là tôi từng có rồi. Hai anh đẹp trai, ba người đẹp, ngày mai cùng nhau đi cưỡi ngựa chung với tôi đi có được không? Cái gì? Cưỡi ngựa sao? Được rồi, đừng có uống rượu nữa, phải chú ý rèn luyện sức khỏe mới đúng. Tôi đi không được đâu, ngày mai tôi có cuộc hẹn rồi. Tôi cũng hẹn ngày mai chơi bóng rồi. Mấy người làm mất hứng thiệt luôn đó. Còn ba người thì sao? Tôi thì thôi đi, tôi sợ vận động lắm, để tôi ngủ thêm một chút nữa. Vậy còn cô? Tôi có thời gian, nhưng mà nhân gì chứ, cô đi nha. Cô thì sao? Tôi không thành vấn đề, tôi không lừa như chị của tôi đâu. Vậy thì được, quyết định như vậy đi. Bảo Tuyết, cô tốt nghiệp trường nào vậy? Học viện Hí kịch Trung ương đó, trường danh tiếng đó. Tôi nghe nói trên thế giới có ba vở kịch lớn: Konstantin, Stanislavski, Bertolt Brecht và Mai Lan Phương của Trung Quốc. Tôi không hiểu gì hai vở trước đó, nhưng mà tôi thấy chắc chắn Mai Lan Phương là cao cấp nhất. Cô thuộc trường phái nào vậy? Tôi thuộc phe em trai của Mai Lan Phương, không ngăn cản được tôi. Mai Lan trụ sao? Mai Lan Phương có em trai hả? Tôi chưa từng nghe qua. Cô đừng nghe cô ấy nói lung tung, không phải là không ngăn cản được, mà là không nghiêm túc đó. Tôi không nghiêm túc chỗ nào chứ, tôi còn chưa bắt đầu mà chị Sang. Tôi đã tốt nghiệp 3 năm rồi, nhưng tới bây giờ vẫn chỉ làm người thế chỗ trống, đóng vai phụ các đoạn phim thôi. Tôi thấy cô rất buồn cười đó, cô nên đi diễn hài thì hơn. Chị không hiểu đâu, thật ra đằng sau hài kịch chính là bi kịch đó.
Chị hãy nhìn những đại danh hài đi. Thật ra nội tâm của họ rất mẫn cảm, yếu đuối và u uất. Người lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ thoáng như tôi, thật sự rất hợp diễn phim buồn luôn đó. Vì dù tình tiết phim có buồn ra sao tôi cũng sẽ bước ra được, chứ không nhất thiết bị nhốt trong đó. Cũng hiểu bản thân của mình quá chứ. Người như cô chuyện gì cũng không quá đề cao bản thân. Bản chất chắc là rất tự tin đó. Coi chị Sang tân bốc tôi chưa kìa. Thoải mái thiệt đó. Chị Sơn, nói thật nha, nếu sau này tôi không đi đóng phim nữa thì tôi sẽ theo chị. Tập trưởng, trường đua ngựa này là của cô sao? Của tôi cái gì chứ? Tôi chỉ làm theo hội viên ở đây thôi. Chị Sang à, sau này tôi theo chị thiệt đó. Cô còn chưa biết tôi làm nghề gì, sao cô còn dám theo tôi? Cô không sợ tôi bán cô đi sao? Chị bán tôi đi sao? Tầm cỡ đĩa rau mầm như tôi đây, kẻ cướp có thấy không chỉ đổ rau ra, sau đó đem cái đĩa đi thôi. Còn tôi không đáng một xu. Cô yên tâm đi, tôi không bán cô đâu. Tôi phải giữ cô lại để nhắm rượu chứ. Khẩu vị của chị nặng thiệt đó nha chị Sang. Chị định mang tôi nhắm rượu sao? Sang Sang. Anh Bân, hiếm khi gặp em đó. Đã lâu rồi em mới tới phải không? Em gọi anh bao nhiêu lần rồi, hẹn anh đi ăn cơm, anh đều không tới. Thì ra là trốn ở đây cho thanh tịnh sao? Anh đâu có như vậy đâu. Trưa nay cùng đi ăn cơm nha, nói chuyện sau nha. Dạ được. Chị coi, cô bé cưỡi ngựa đó trông ngầu thiệt đó. Chút nữa chúng ta cũng như vậy sao? Tuyệt đối không thể. Vậy là chị không tin tôi rồi. Đây, tôi dẫn các cô đi ngắm ngựa ở đây trước. Đây, tìm một con ngựa ngoan cho tôi đi. Đừng làm tôi té đó. Yên tâm đi, tôi đã tìm huấn luyện viên cho cô rồi. Các cô sẽ không té đâu. Tôi nói các cô nghe, ngựa ở đây rất thuần tính. Tất nhiên cũng rất giỏi bắt nạt người ta. Chỉ cần đứng trước mặt của nó, nó có thể nhận ra các cô có biết cưỡi nó hay là không. Thật vậy sao? Vì sao? Dáng điệu của người biết cưỡi ngựa trông như thế nào vậy? Để tôi theo học xem có giống hay không. Coi lát nữa có lừa được bọn chúng không. Đây là ngựa của tôi. Bố nó là quán quân chạy khỏe nhất cấp thế giới. Mẹ nó là quán quân cuộc thi chú ngựa đẹp nhất châu Âu. Huyết thống quý tộc sao? Nó tên là gì chị? Tuyết Gia đó. Mày nhớ tao không? Tuyết Gia. Chị Sang, nó có cắn người không vậy? Tôi muốn sợ một chút, cô thử đi. Nè Tuyết Gia. Một, hai, ba. Bà đại mỹ nữ, các cô có thể giúp tôi không? Chúng tôi đang quay quảng cáo ở trường đua ngựa này. Tôi có thể nhờ ba cô làm diễn viên quần chúng tạm thời không? Anh tìm đúng người rồi đó. Cô ấy là diễn viên quần chúng chuyên nghiệp luôn. Bầu Tuyết, Lưu Lương Châu. Trùng hợp dữ vậy sao em cũng ở đây? Hai người quen nhau sao? Để tôi giới thiệu nha. Anh ấy là người quay phim cho bộ phim trước đó của tôi đó. Tên là Lưu Lương Châu. Các anh tìm chỗ giỏi thiệt nha. Quay cái gì vậy? Quay quảng cáo. Chiến mã. Nước tăng lực. Chị Ngọc cũng ở đây đó. Chị Ngọc cũng ở đây sao? Được nha. Đúng lúc. Chút nữa họ sẽ qua đây trang điểm cho các em. Được đó. Tôi không đi được đâu. Chút nữa tôi còn có việc. Không thể đi cùng các cô rồi. Hai người luyện tập đi rồi quay. Chú ý an toàn đó. Được rồi. Nè Phùng Hy, chúng ta đi thôi. Anh dẫn đường đi. Chị Ngọc, tìm khẩn cấp được hai diễn viên quần chúng rồi đây. Chị xem là ai. Sao mà trùng hợp quá vậy? Cậu gặp trúng sao? Cậu tìm được cô ấy hay vậy sao? Chị Ngọc, em nhớ chị chết đi được. Gần đây thành tích học tập của con sao rồi? Dạ cũng tốt. Đừng để chị cưỡi ngựa mà lơ là chuyện học đó, có biết không? Anh Bân, gần đây chuyện làm ăn của anh sao rồi? Không được tốt lắm. Nè Thi Mi, bố nói chuyện với cô ấy mấy câu nha. Dạ. Sang Sang, thật là ngại quá. Anh vẫn đang cho người theo dõi khoản tạm ứng đó. Để có tiền về rồi anh sẽ lập tức thanh toán nó cho em. Em đâu có định hối thúc gì anh đâu. Em cho anh thêm vài hôm đi. Ngày mai anh sẽ trả trước một phần lãi cho em. Anh Bân, anh nói quá rồi đó. Anh là người dẫn dắt em vào con đường kinh doanh, không cần phải trả lãi gì đâu. Chờ khi nào anh có tiền rồi trả tiền gốc cho em là được. Sang Sang, cảm ơn em nha.
Bà ngoại, chị về rồi sao? Dạ về rồi. Bà ơi, chị cháu đâu? Nó ra ngoài rồi. Nó nói muốn tới thử xem một công ty. Mệt chết đi được. Hay quá. Cháu đi đánh trận gì hay sao? Cháu nhiệt tình đi cưỡi ngựa với các chị em đó. Eo và mông của cháu bây giờ không còn là của cháu nữa rồi. Bà xoa bóp cho cháu đi. Khi bà hơn 50 tuổi, bà còn đạp xe đi Hương Sơn lấy nước suối được gì? Sao cháu có thể so được với bà chứ? Khi đó bà vẫn đang yêu đương động trái với ông ngoại của cháu mà. Ai cấm cháu yêu đương hẹn hò hay sao? Yêu đương còn mệt hơn là cưỡi ngựa nữa. Chia tay rồi phải nghỉ ngơi một tháng. Thôi bỏ đi, do cháu tự chuốc lấy mà thôi. Là do cháu không gặp được người tốt đó thôi. Bà ngoại à, bà ngoại nấu cho cháu tô mì được không? Cháu ăn no rồi sẽ lập tức đi tìm bạn trai cho bà liền. Tìm bạn trai cho bà làm gì chứ? Không cần đâu. Bà ngoại là tốt nhất. Đừng có dựa vào tủ lạnh nữa, nhìn không ra làm sao hết. Bà ngoại, lúc cháu đi về, đi từ xa đã nghe thấy tiếng đàn hát của bà rồi. Âm thanh đó rất trong trẻo, không giống một bà già hơn 70 tuổi chút nào. Dù sao thì bà cũng tốt nghiệp khoa thanh nhạc học viện sư phạm, ăn canh học hành mấy năm trời, không thể để uổng phí. Người ta nói là không để uổng phí mấy năm trời ăn cơm học hành, sao bà lại nói là ăn canh chứ? Hồi bà học đại học thiếu thốn đủ thứ, phiếu lương thực bà đều dành cho ông ngoại của cháu. Ăn canh thì không cần phiếu. Cháu biết rồi. Bà dùng phiếu lương thực để cho ông ngoại phải ngoan ngoãn nghe lời bà cả đời có đúng hay không? Bà suy nghĩ sâu xa thiệt đó. Đừng có nịnh bà làm gì. Nếu như ông ấy ngoan ngoãn mà nghe lời, bà cũng đâu cần phải khổ như vậy. Bà khổ làm sao? Cháu thấy bà tham lam thì có. Ông sống với bà cả đời rồi, chỉ cần là chuyện bà nói được, ông cũng không hề dám hé nửa lời không đồng ý. Bà còn muốn sao nữa đây? Có phải là quá tham lam không? Ông ấy ngoài miệng nói không có gì hết. Nếu bà không giữ là sẽ mang đồ ăn ra ngoài đi cho. Nếu bà không ngăn cản, cái nhà này đã bị ông ấy đem cho hết rồi. Mẹ cháu tốt nghiệp đại học rồi tới thăm quyến làm việc. Lúc sinh cháu thì quay lại Bắc Kinh. Bà chăm sóc mẹ cháu khi ở cử. Sau khi nghỉ sinh, mẹ cháu phải chạy lại thăm quyến làm gì. Bà thương hai mẹ con cháu vô cùng. Nói mẹ cháu để cháu ở lại Bắc Kinh đi, ông bà sẽ cùng nhau chăm sóc. Cậu cháu thấy mẹ của cháu được lời quá, cho nên đã lập tức đưa Tiểu Dũng về Bắc Kinh nhờ ông bà chăm giúp. Ông cháu nói với bà là chúng ta phải công bằng. Nếu có cháu nội và cháu ngoại ở cùng nhà vậy thì tốt quá rồi. Cuộc sống lúc về hưu của chúng ta sẽ không còn phải cô đơn nữa, không còn phải sợ buồn nữa. Hai chị em của nó cũng có chị có em. Bà còn chưa nói gì hết, ông ấy đã giơ hai tay chào đón hai đứa rồi. Đó là ngoan ngoãn nghe lời sao? Tức chết gì được. Cho nên là cháu và chị của cháu đều là được bà nuôi lớn, có đúng hay không? Đất nước, nhiệt độ, dinh dưỡng đều như nhau, nhưng mà kết quả lại khác nhau hoàn toàn. Nói tóm lại là phụ thuộc vào gốc rễ. Cháu và bố mẹ của cháu đều hiền lành và chân chất, còn cậu của cháu và mợ của cháu thì quá ích kỷ. Lúc xảy ra chuyện chỉ biết nghĩ tới bản thân mình trước thôi. Bà ngoại, bà và cậu của cháu rốt cuộc là tại vì sao? Đừng nhắc tới nó nữa có được không? Lúc cháu còn bé, mọi người không cho cháu biết, còn nói là cháu không hiểu gì hết. Bây giờ cháu lớn rồi, tới lúc đó cho cháu biết được chứ. Biết càng nhiều chuyện với mãi trong lòng cũng thành bệnh thôi. Nhưng trong lòng có khúc mắc cũng sẽ sinh bệnh. Bao nhiêu năm qua chỉ cần cháu nhắc tới mợ là bà liền không vui ra mặt ngay. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà không buồn nhắc tới đâu. Sao bà lại như vậy chứ? Bà cứ không chịu nói. Bà mà không nói thì cháu sẽ lấy quả trứng này đập lên đầu của cháu.
Tới lúc đó người ngoài lại đồn thổi là bà lão trong cái nhà này dùng trứng gà đập chết cháu ngoại đang sống sờ sờ của mình. Bà có chịu nói hay không? Không nói là cháu đập đó. Nè nè thôi đi, cháu đập thật đó. Cháu bỏ xuống ngay cho bà đi. Cháu định dọa ai vậy chứ? Vậy bà có chịu nói không? Nhiều chuyện lắm. Bà biết nói từ chuyện nào đi? Bà kể từ lúc ông ngoại còn sống đi. Em mệt trả các người luôn rồi. Em đói không? Tối nay muốn ăn gì đây? Đặt đồ ăn ngoài đi. Chân em đau quá. Anh nói nè, sau này em ít qua lại với Vu San San đi. Đám người xung quanh cô ấy toàn là mấy lão già háo sắc mà thôi. Đưa bọn em đi du lịch ngắm cảnh, miệng thì kêu rèn luyện thân thể, nhưng thực ra là họ muốn gì chứ? Tên nào cũng có ý đồ hết. Sao đầu óc anh lại đen tối như vậy chứ? Em không muốn cãi nhau với anh đâu. Dài đau quá. Dài đau cái gì? Xem nói chân em đâu. Cãi nhau với anh cho nên đau đó. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Vu San San. Sau này những chuyện như vậy cứ để cô ấy tự làm đi. Bớt lôi em vào. Một tuần anh mới về được có một lần thôi. Em lại mệt tới nỗi nằm bất động như vậy luôn sao? Thì anh về còn ý nghĩa gì nữa? Gọi đi gọi đi. Bây giờ anh gọi luôn đi. Anh có số của cô ấy mà. Không sợ ăn chửi thì gọi đi. Gọi thì gọi chứ. Anh có lý của anh. Cô ấy dựa vào đâu mà chửi anh? Anh gọi luôn đi. Alo. Vu San San. Tôi là Lý Hưởng. Sao vậy anh nói đi? Chuyện là... Có một chuyện tôi nói thẳng với cô nha. Phiền cô từ nay về sau đừng có lôi kéo Phụng Hy của tôi làm mấy chuyện không đâu. Được không? Bất kể cô xuất phát từ lòng tốt hay là tình bạn gì đó, giờ chuyện đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới không gian riêng tư của hai chúng tôi rồi. Nếu cô có ý kiến gì về tình cảm của hai chúng tôi, vậy thì chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau. Còn nếu như cô có ý kiến về con người của tôi, thì cô cũng có thể nói thẳng thẳng với tôi. Đừng phá chúng tôi nữa được chứ? Được rồi Lý Hưởng à. Anh lãi nhãi xong chưa vậy? Tôi đưa Phùng Hy ra ngoài là muốn giúp cô ấy mở rộng tầm mắt hơn thôi. Tôi điểm chút sắc màu vào cuộc sống cả nhà của cô ấy. Không phải là tôi muốn tạo cơ hội để cô ấy ngoại tình đâu. Vậy muốn cô ấy sao đi? Ở nhà 24/7 chờ anh về hầu hạ anh hay sao? Anh coi cô ấy là cái gì chứ? Là bạn gái hay là mẹ của anh? Làm người không được ích kỷ như vậy đâu đó. Vừa bắt máy đã nói xỏ nói xiên. Tôi hỏi anh một chuyện. Anh lên tiếng đi chứ. Tôi đang hỏi anh đó. Thì cô hỏi đi. Trong hai chúng ta ai là đàn ông? Bị chửi tôi chứ gì? Cô ấy trời sinh đã không chịu nói lý, lạnh nhượng cô ấy thôi. Thôi đi ông ơi, sau này em sẽ không đi nữa. Anh muốn ăn gì? Em đặt cho. Anh ăn ở căng tin cả tuần rồi. Anh muốn ăn món em nấu. Vậy thì thôi anh xoa bóp cho em đi. Yêu cầu này của em thiệt là dễ chịu thiệt đó. Như vậy không phải là ổn hơn hay sao? Cứ phải gọi cho cô ấy. Từ trước tới giờ, trong chuyện tranh cãi, phần tử trí thức không bao giờ thắng nổi mấy ả chua ngoa. Anh biết như vậy rồi mà còn chọc cho cô ấy. Nếu vậy phải bắt đầu kể từ 10 năm trước. Căn nhà cũ của ông bà bị dỡ bỏ, được đền bù một khoản tiền. Sau đó mới mua căn nhà này phải không? Phải đó. Nhưng mà lúc đó chỉ nói miệng chứ chưa đưa tiền. Cậu cháu nghe được tin đó thì lập tức từ Hàng Châu chạy về đây. Vừa vào tới nhà đã bắt tay vào việc. Đi chợ nấu cơm, mời trà rót nước cho ông bà. Ông bà cảm thấy có gì đó không đúng. Cái tính cách quá sai trái của nó. Bố xem với mẹ con đi. Con ngủ ở phòng phía đông đi. Mẹ, mấy đứa không có đứa nào về, cho nên mẹ cất hết chăn rồi. Mẹ đừng làm mấy chuyện này nữa, cứ để cho con. Mẹ ngồi xuống đi. Mẹ ngồi đi.
Mẹ, con pha trà cho mẹ nha. Không cần, không cần. Bố với mẹ con uống chung một ly cũng được. Con có chuyện muốn nói với bố mẹ có đúng hay không? Mẹ, con thì có chuyện gì chứ? Con tới là để thăm bố mẹ thôi. Nói đi. Bố, vậy thì con nói nha. Mẹ, mẹ coi đó, bây giờ bố mẹ cũng đã lớn tuổi như vậy rồi. Con cũng biết căn nhà cũ này sắp bị dỡ bỏ. Con muốn sau khi dỡ bỏ căn nhà này thì bố mẹ đừng mua nhà mới rồi. Con có ý này được không? Con cũng đang muốn mua nhà ở Hàng Châu. Con muốn tới lúc đó bố mẹ đi Hàng Châu cùng với con. Ngoài ra chúng ta có thể góp tiền lại mua một căn nhà lớn hơn nữa. Mẹ biết ngay là con sẽ không làm những chuyện không đâu đâu. Mẹ ơi, đây không phải là chuyện không đâu, đây là chuyện tốt. Khí hậu miền Nam ôn hòa như vậy, có đúng không? Tôi thích như vậy đó, không giống với Bắc Kinh này khô hanh như vậy. Phải đó. Nè Hậu Giang, con định mua nhà lớn cỡ nào? Vậy con đã đi xem nhà chưa? Con vẫn chưa quyết định sẽ mua nhà lớn cỡ nào, nhưng mà sẽ rất gần Tây Hồ đó. Mẹ không đồng ý. Đào gốc cổ thụ lên sẽ tổn thương tới gốc rễ. Mẹ với bố con từng này tuổi rồi, sao phải rời xa quê hương? Mẹ à, đây không phải là rời xa quê hương. Lúc đó bố mẹ quen sống ở Hàng Châu rồi thì đó sẽ là quê hương của mẹ. Mẹ sống ở đây cả đời rồi. Tới miền Nam là nước là cái. Mẹ không đi. Bố của con muốn đi thì con đưa mấy đi chung đi. Tôi tìm một khu dân cư ở gần bệnh viện rồi mua nhà, đủ để hai chúng ta sống là được. Hay là chúng ta mua một căn nhà ở xa một chút, sẽ tiết kiệm được ít tiền, cho Hậu Giang mua căn nhà lớn hơn. Bố, xa một chút. Là bao xa đây? Khu nằm ngoài Vành Đai Năm thì rẻ thật, nhưng chúng ta ở nổi không? Bị chút bệnh giặc chạy tới bệnh viện phí sức cỡ nào? Mẹ nói con nghe, có bao nhiêu tiền thì xài bấy nhiêu. Nhà con chỉ có ba người thôi, sao cứ phải mua nhà lớn? Mua một căn nhà nhỏ trước, sau này kiếm được nhiều tiền rồi, con có mua hết cái Tây Hồ thì đó cũng là bản lĩnh của con. Mẹ không kiếm lợi từ con thì thôi, sao con cứ dòm ngó chút tiền dưỡng già của bố mẹ như vậy? Mẹ, con chỉ đưa ra ý kiến thôi mà. Mẹ không đồng ý thì thôi, sao lại nói nghe chạnh lòng như vậy chứ? Tóm lại là mẹ không đi đâu hết. Tiền đền bù về tay, ai cũng đừng hòng dòm ngó. Bố mẹ dùng số tiền đó để mà mua nhà dưỡng lão. Chuyện này quyết định vậy đi. Ai cũng đừng hòng khuyên được tôi. Con ngủ sớm đi, ngày mai còn phải quay về. Con trai cũng chỉ muốn hiếu thuận thôi mà. Con cái nhà người ta góp tiền mua nhà cho bố mẹ, còn nó muốn dùng tiền của chúng ta mua cho nó một căn nhà lớn hơn. Hiếu thuận cái gì chứ? Ông thì thông minh cả đời, nhưng mà cứ dính tới chuyện của con trai là đầu óc của ông lại không minh mẫn chút nào. Tôi không muốn sống tới già mà không có nổi căn nhà cho riêng mình. Làm gì tới mức đó chứ? Đó là nhà chúng ta bỏ tiền ra mua thì chắc chắn nhà của chúng ta rồi còn gì, phải không? Hai gia đình chung sống với một mái nhà, vậy rốt cuộc ai mới là chủ nhà? Là tôi hay là Chu Mẫn? Đều là người một nhà hết. Ai làm đúng thì nghe theo người đó thôi. Trên đời có câu nói này là nghe không lọt tai nhất. Thế nào mới là đúng? Ai cũng có cái lý của mình hết. Ai đúng ai sai làm sao mà nói rõ? Tôi nói bà nghe, bà lớn tuổi rồi mà sao vẫn cố chấp như vậy? Bà nói chuyện không có nể mặt gì hết, mắng thẳng vào mặt con như vậy. Nó nghe xong nó chạnh lòng biết bao, không phải sao? Ai mà thèm quan tâm đâu chứ. Tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tôi không thấy hổ thẹn gì với nó hết. Sau đó thì ông bà mua cái nhà này, cậu con cũng im bặt một thời gian. Rồi khoảng chừng nửa năm, căn nhà này từ trong ra ngoài đều chỉnh đốn ổn thỏa hết. Vừa mới định nghỉ ngơi vài ngày thôi thì xảy ra chuyện.
Cậu của cháu lại tới. Nó không tới. Nó không dám gặp bà. Nó lén gọi điện thoại cho ông ngoại của con đó. Hôm nay Hậu Giang nó gọi điện tới. Tôi biết. Có một chuyện tôi muốn bàn bạc với bà. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Là chuyện tốt. Giáo Vũ sắp đi châu Âu để du học rồi đó. Đó là chuyện tốt. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là trường học của anh, chỉ có một nửa tiền học bổng, nhưng mà phí sinh hoạt sẽ ít hơn một chút. Còn một trường là của Na Uy, học bổng toàn phần, nhưng chi phí khác sẽ nhiều hơn một chút. Đây là đứa cháu đi du học đầu tiên của nhà chúng ta đó. Ông muốn làm gì đây? Bà nghe tôi nói hết cái đã. Một năm đi học cộng với sinh hoạt phí cũng sắp xỉ hơn 100.000 tệ rồi. Tôi cảm thấy cũng không được coi là nhiều. Không nhiều, cũng không ít. Nó có tiền thì đưa đi đi. Không phải chúng vừa mua nhà sao? Không phải chúng ta cũng vừa mua nhà sao? Không có tiền giúp đỡ cho chúng đâu. Không phải chúng ta còn số tiền quản lý tài sản 1 triệu hay sao? Dừng lại đi. Đới giọng khe tôi nói cho ông biết. Tôi chỉ gánh chi phí đi học cho con trai và con gái thôi. Hậu Giang tốt nghiệp cử nhân đại học, Trừng Trừng thì tốt nghiệp nghiên cứu sinh là được rồi. Về tình về lý tôi đều không có lỗi với chúng. Ông đừng cái gì cũng muốn làm hết, chuyện gì cũng muốn chơi vì mình, đừng có ôm đồm được không? Cái số tiền đó ông nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Cháu nhớ hôm ông ngoại cháu quả táng, buổi chiều cháu còn đi học. Sau khi về nhà cháu nhìn thấy mẹ cháu ở đó khóc. Cho dù cháu hỏi gì thì mẹ cũng không nói. Cuối cùng vẫn là bố nói với cháu. Bố nói là hôm đó cậu cãi nhau với bà. Hôm mà ông ngoại của cháu mất, cậu cháu ở trên linh đường trong nhà làm ầm ĩ lên với bà. Mẹ, môi của mẹ khô hết rồi, tóc da hết rồi. Mẹ uống miếng nước đi. Mẹ à, sau này mẹ có dự định gì? Sống một ngày tính một ngày, không có gì để nghĩ hết. Mẹ chăm sóc bố con nhiều năm nay, bây giờ bố con đi rồi, tuổi tác của mẹ lại lớn, hay là mẹ cùng con về Hàng Châu đi? Ở đây rất là tốt, đi tới đó còn gây thêm phiền phức cho các con. Mẹ đừng nói vậy. Chúng con phụng dưỡng mẹ cũng là đạo lý hiển nhiên thôi. Hai vợ chồng con chèo chống cho Tiểu Vũ du học, như vậy thì cũng đã đủ áp lực rồi. Mẹ, anh con áp lực, con không có. Hay là mẹ cùng với con tới thăm quyến một thời gian đi. Chừng nào mẹ muốn về thì con sẽ đưa mẹ về đây. Trừng Trừng, anh thấy mẹ vẫn nên đi với anh thì hơn. Mẹ không đi đâu hết. Các con có nhớ mẹ thì về thăm mẹ là được. Sao mẹ lại cố chấp như vậy chứ? Mẹ à, tới nhà ai trong số bọn con đều được chào đón hết. Mẹ coi, mẹ lớn tuổi như vậy rồi, một mình ở cái nhà lớn như vậy, sau này dọn dẹp phiền phức biết bao. Nói đi, con có chuyện gì sao? Mẹ, là như vậy. Con có chút chuyện nhỏ, nhưng con nói rõ trước là không phải con lợi dụng mẹ đâu. Bây giờ con đang làm một vụ buôn bán, cần tiền vốn. Con thế chấp căn nhà của con ở Hàng Châu, nhưng mà không đủ tiền. Mẹ coi có thể giúp con chữa cháy trước được không? Thế chấp căn nhà này giúp cho con đi. Tới lúc đó con sẽ trả cho mẹ cả vốn lẫn lời. Tôi biết ngay mà, anh đâu có gì tốt lành đâu. Trò cốt của bố anh vẫn còn nóng hổi như vậy mà anh đã có ý đồ với căn nhà này rồi. Anh muốn đuổi tôi đi đâu chứ? Mẹ coi mẹ nói gì vậy? Căn nhà này là thế chấp chứ không phải bán đi, vẫn là của mẹ mà. Nếu như làm ăn thất bại thì sao? Thì con sẽ bán căn nhà ở Hàng Châu đi, rồi trả cho mẹ. Không phải vừa nãy anh nói căn nhà ở Hàng Châu không đáng với số tiền này hay sao?
Vậy mấy năm nữa sẽ đánh giá thôi. Con người của anh đó, trong mắt của anh chỉ có thể nhớ tới lợi ích có được của bản thân mình thôi. Hồi bố của anh còn sống, tiền tiết kiệm trước khi về hưu, bất động sản sau khi về hưu, có thứ nào mà anh không động lòng đâu. Vậy mẹ cho con được thứ gì rồi? Tôi không cho là vì tôi sáng suốt. Tôi nợ anh cái gì chứ? Bây giờ tôi nói luôn nha, chỉ cần hai con mắt của tôi còn mở thì cái nhà này tôi nói sao thì là như vậy đó. Mẹ, mẹ chỉ biết yêu cầu con cái, trước giờ không yêu cầu bản thân. Bố mẹ nhà người ta đều nghĩ đủ cách để giúp đỡ con cái của mình. Còn mẹ thì hay rồi. Con không nói nữa đâu. Tóm lại mẹ yên tâm đi, sau này con chắc chắn sẽ trả cho mẹ đầy đủ. Có phải anh muốn tôi cắt từng miếng thịt, từng miếng da trên người xuống đút cho anh ăn luôn hay không? Như vậy thì tôi mới là một người mẹ làm tròn trách nhiệm phải không? Mẹ à, đừng nói như vậy nữa được không? Tôi có lỗi gì với anh sao? Tôi để cho bụng anh đói, hay là chặn mất tiền đồ học hành của anh? Cuộc đời của con người đâu chỉ có chút chuyện học hành ăn no đâu. Làm ăn tìm bố mẹ, nuôi con tìm bố mẹ, mua nhà cũng tìm bố mẹ. Rốt cuộc anh đang muốn làm cái gì đây? Mẹ à, quả còn biết phụng dưỡng cha mẹ nữa kìa. Đã là người làm bố rồi, anh như vậy làm sao làm gương cho Tiểu Dũng? Vậy con phụng dưỡng mẹ có được xem là báo đáp cho mẹ hay là không? Anh lấy tiền bán nhà của tôi, dùng tiền căn nhà của tôi để phụng dưỡng tôi hay sao? Hơn nữa còn nuôi thêm cả mớ người nhà của anh. Hai người sức dạ dai rộng như vậy, có tay có chân, mà còn tìm một bà già sắp 70 tuổi như tôi xin tiền. Rốt cuộc anh có hổ thẹn với lòng hay không? Không phải con đã nói với mẹ rồi sao? Con chỉ là thế chấp thôi mà. Nếu như mà mẹ không tin, vậy thì như vậy đi. Chúng ta giấy trắng mực đen, ký bản thỏa thuận trước. Tôi không ký. Tới lúc đó anh lấy ra, nói mẹ anh không thấu tình đạt lý, thì tôi lại thành kẻ xấu rồi. Sao con nói mẹ không chịu hiểu gì chứ? Làm gì có ai làm mẹ như mẹ đâu. Phòng con của mình như là phòng trộm vậy đó. Vậy mẹ của nhà nào tốt thì anh chạy tới đó mà ở. Mẹ đừng có tuyệt tình như vậy nữa có được hay không vậy? Sau này mà mẹ có bệnh tật thật, không phải vẫn trông chờ vào bọn con hay sao chứ? Trông chờ vào anh, tôi không dám rồi đó. Hơn 200 khúc xương trên người của tôi, không có khúc nào là mềm hết. Đới Hậu Giang, hai chúng ta là mẹ con một lần. Tôi xin anh nuôi anh một đời, cho tới tận bây giờ lại thành một sai lầm. Được, được lắm. Từ nay về sau, chúng ta vạch rõ ranh giới. Tôi không còn là mẹ của anh, anh cũng không còn là con trai của tôi. Nếu như mẹ đã nói như vậy thì con không miễn cưỡng. Sau này có chuyện gì thì mẹ cũng đừng tới tìm con. Mẹ vẫn nên tìm Trừng Trừng đi. Anh biến đi cho tôi. Anh mau biến đi cho tôi. Mẹ hả? Mẹ, được, con đi. Con đừng có xen vào, không liên quan tới con đâu. Bớt giận đi mà bà ngoại. Bà và cậu của cháu không qua lại đã tròn 10 năm. Cho nói coi, người làm cha mẹ nuôi con vất vả khổ sở thành người như vậy, nhưng mà đổi về lại là thứ này. Bà làm sai gì rồi? Tất nhiên là bà không sai. Nhưng mà cháu có mấy câu nha, cháu nói bà đừng giận đó. Nếu như bây giờ cậu của cháu thực sự có chuyện tìm tới bà thật, thì bà có giúp cậu ấy hay không? Không giúp. Nếu nó cúi đầu nhận sai với bà thì bà có thể tha thứ. Nhưng mà vẫn là câu nói đó, đói ăn cơm thì bà lo đủ, còn lấy tiền thì không. Nghĩa vụ của bà đã xong từ lâu rồi. Bà coi, bà coi, thật ra hai người rất là giống nhau đó. Ai cũng không chịu nói nhẹ nhàng. Bà đợi cậu nhận sai, cậu đợi bà kêu gọi. Kêu gọi nó sao? Đây không phải là càng khôn xoay ngược sao? Nó sinh ra bà hay là bà sinh ra nó? Bà ngoại à, bà không thể lấy gia chế ép người được. Nếu không phải bà chèn ép thì cháu có yên ổn ngồi trong căn nhà này hay không? Có đúng hay không?
Bà phát hiện ra, bà không nói cháu biết thì cháu cứ truy hỏi. Bà nói cháu biết rồi thì cháu lại nghĩ cho người khác sao? Ai nghĩ cho người khác hồi nào chứ? Cháu nghĩ cho người khác đó. Cháu không có. Cháu mãi kiên định đứng về phía của bà. Thiệt đó. Chỉ là cháu nghe tới nghe lui thì cảm thấy về chuyện này không nhất thiết phải thành ra như vậy. Ý của cháu là bà chuyện bé xảy ra to sao? Dạ không có, không có. Cháu đồng tình sâu sắc với cảnh ngộ của bà, biểu thị sự lên án gay gắt đối với hành vi xấu xa của cậu. Bao nhiêu năm nay bà không nhắc lại chuyện này nữa. Bà nói đúng. Biết nói nhiều để chuyện trong lòng thực sự sẽ thành bệnh đó. Bà ngoại à, bà thấy chị của cháu, chị ấy có biết chuyện này không? Chắc nó biết bà và bố của nó sẽ ra mâu thuẫn rồi. Nhưng cụ thể chuyện gì thì nó không cần phải biết đâu. Bởi vì cậu của cháu, nếu đứng ở góc độ của nó nói chuyện này, thì bà chắc chắn nó sẽ hoàn toàn đối lý. Nói như vậy thì con người của cậu cháu cũng được mà. Được cái gì chứ? Bởi vì nó không còn mặt mũi để nói. Bà ơi, logic này của bà khá được đó nha. Không có gì mà logic chứ không logic. Không làm tổn hại người, nhưng mà phải phòng bị người. Cả đời bà không hãm hại người khác, nhưng ai muốn gài bà thì cũng không dễ gì đâu.